Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dũng Nguyễn TV nhé. Hôm nay thì có một điều rất bất ngờ dành cho bạn chính sinh. Đó là sau khi xem clip của mình trên kênh của mình về giới thiệu về chính sinh, mình thăm nhà chính sinh hôm trước ấy, thì có cô ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cô ấy muốn gửi một ít quà tặng cho chính sinh. Sau khi xem xong clip trên kênh của mình ấy, thì cô thấy là sau khi chính sinh đã xây nhà xong, tuy nhiên là trong nhà thì đồ đạc rồi là giường giường cũng như bàn ghế của chính sinh vẫn chưa có gì, thế là cô có ý là muốn tặng cho chính sinh một bộ bàn ghế và hai cái giường. Thì hôm nay thì mình đang đi tìm mua cho bạn ấy. Hiện tại thì mình đang ở Lũng Phìn, xã Lũng Phìn của huyện Đồng Văn, và bây giờ thì mình sẽ vào trong cửa hàng đây để mình chọn bàn ghế và giường cho chính sinh. Thì mời các bạn cùng mình đi chọn bàn ghế cho chính sinh nhé. Đây các bạn ơi, đây là không gian phía trong của cái quán ở Lũng Phìn này các bạn. Thì theo chia sẻ của cô thì cô muốn tặng chính sinh hai cái giường mét sáu, hai cái giường mét sáu và một bộ bàn ghế. Đây một bộ bàn ghế này. Và một cái tủ để tivi. Sau khi chọn bàn ghế xong thì mình sẽ đưa cùng các anh em đưa cái bộ bàn ghế này lên lên trên xe để chở vào trong nhà chính sinh.
Vậy là chuyến xe chở đồ của chính Sình đã đến nơi rồi. Và bây giờ là phải bắt đầu từ đây thì phải đến nhà chính Sình kia thì phải khuân bộ nữa. Đấy, rất hay là nhà đấy thì bà. Ôi, hai cái ruột à? Sao đây một cái khuôn bộ em luôn. Để bà chào anh. nhờ các anh đưa xuống đi. Có hai cái giường với một bộ bàn ghế. Đấy, cái đấy mặt trong thoải mái để. Cô nhiều quá, cô rơi nhiều rất nhiều lần rồi. Cái gì cô cũng cho em. Nhấc lên, nhấc lên, nhấc lên. Nhấc lên không là nó xước cái ấy. Bốc bốc cẩn thận không là xước cái ghế. Lúc nay bác đi vội quá, bác quên không mua kẹo cho mấy cu mà. Cho cái rát xuống trước đi em. Còn cô bảo lấy thêm cái tủ nữa nhưng mà cái tủ gỗ ép ấy nó tệ quá nên là anh không lấy. Thì cứ mang giường với ghế vào cho em trước. Này để hơi bụi thì tí nó về là xếp vào xong là lau. Tiền thì anh ấy anh thanh toán cho em nhé. Đường này về không quê đấy là cái ôi giời chú ý lụa lắm. Máy đỏ đấy. Chở nhẹ này ăn thua đi. Không, xe này nhỏ và tấn kia về máy đỏ rồi về được cái cua bên kia đấy. Đấy đúng rồi. Đây là bây giờ khiêng vào nhỉ. Nhớ anh em bê về đi. Hết tuổi. Chính Sinh đã nhờ được các anh em bạn bè và con ở thôn này bê đồ về nhà đây. Mời các bạn cùng bê đồ về nhà Chính Sinh nhé. Mình làm cái bàn. Cái bàn này nó cũng bằng gỗ cũng khá nhẹ, gỗ xoan khá nhẹ, chất xoan cũng rất là đẹp. Các bạn bà con ở trên này thì hỗ trợ nhau rất là tốt các bạn. Như nhà mà có công có việc gì cái là gọi nhau cái là ra giúp đỡ ngay. Mọi người rất là nhiệt tình. Con đường vào nhà Sình hơi hơi khó một tí. Chỗ này không thể đi xe máy được. Một tí nữa thì hỏi Sình xem là
Xe máy thì để chỗ nào? Vì thường thường anh em mình vào nhà xình thì bao giờ cũng phải để xe máy ở trên cái sân lúc nãy đấy. Chào cô. Giờ đến nhà chính sinh đây rồi các bạn ơi. Đến cổng đây rồi. Vào để xem chính trình kê bàn ghế chỗ nào được nhỉ. Vừa mất điện rồi à? Hôm trước kéo được điện về rồi đúng không? Kéo được rồi. Bây giờ mất điện thì là phía ngoài mất điện hay sao? À. Cái bộ này thì mình sẽ kê ở chỗ nào chính? Chỗ này thôi. Bộ bàn ghế thì để ở góc nó trong một góc hai bên. À, vào góc bên đấy. Vâng. Ừ. À, chỗ chính giữa này thì lại không để được đúng không? Có để được không? Không để được. À, ở chỗ này. Và trưởng cái này để. Ở góc bên này thì cả nó thừa mà đi sang bên này cũng kệ. Ừ. Chứ không được để chính giữa chỗ thờ đúng không? Ờ. Để check check vào trong chỗ này là được đúng không? Vâng. Xe có bao nhiêu mình đánh nút về xong là đây em kê kê sắp xếp luôn. Còn cái giường thì tí nữa đào ống xong cứ kê cái bộ ghế trước. Kê bàn ghế trước. Nếu mà ờ, ô thế chết. Cái kính ở trên có lột lại xong là mang về rồi. Thôi chờ nhé, lột táo. Lúc nãy quên không bảo nó bỏ xuống. Đúng rồi, lại bỏ đi. Bảo rồi gì? Đang đuổi theo lấy à? Chốt khi mà vâng là chốt. Biết sao đấy nó rồi. Quên mất. Nhưng mà nó phải nhìn thấy chứ nhỉ, nó lại nó ngồi ở trên để sau ghế xe nhỉ? Ờ, để ở ghế xe. Ôi trời. Thì bây giờ mang về rồi. À, mang về đây rồi thì. Chưa để chú máy xe đấy. À. Nó cho lòng anh nhớ thì bây giờ chú ấy, chú ấy trực mà sao rồi. Lúc nãy là em ấy để xuống rồi thì. Thế rồi anh này. Để xuống anh ấy đi đấy gần hết dốc, anh ấy lại lùi lại về. À, lại lùi lại à. Anh đi sau mà anh không để ý. Đấy, em lau đi. Tí lấy cái khăn đậy bẩm lau cho nó sạch. Ừ, quét tạm đi. Nếu mà lấy tủ nữa thì đặt ở chỗ nào? Chỗ này à? Để cha để một góc bên này. Ờ. Đấy. Cái tủ kia gỗ ép kia trông tệ quá thế là. À. Thôi anh cô bảo lấy nhưng mà anh bảo thôi tệ quá nên anh không lấy. Thế
sau thì cô nhà cô rất là lúc là nhà cô là hơn 20 triệu đấy. Gần 30 triệu và quản tết các kiểu thì chắc là gần 30 triệu. Rất là nhiều. Ngoài ra còn cho cả các con cháu kia đó. À thế. Cô chứ anh em mình. Đấy. Hôm qua anh cũng nói chuyện với cô mà. Như vậy là bàn ghế cô Lan Hương tặng em Chính Sình đã về đến nhà và đã được kê vào đây rồi các bạn ơi. Cô ơi, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ của cô giao rồi nhé cô Lan Hương ạ. Đấy, cái giường này thì để đây và tí nữa sẽ kê sau. Vậy là bộ bàn ghế của cô Lan Hương tặng em Chính Sình đã được sạch sẽ rồi. Và bây giờ Chính Sình có đôi lời với cô Lan Hương ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn anh Dũng đã giúp đỡ em vận chuyển cũng như mua về. Và điều đặc biệt nhất là em cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã giúp đỡ em hình như là rất là nhiều tiền rồi, nhưng mà phải bây giờ còn giúp đỡ em và cái bà ghế này dù ngủ thì cũng không biết nói gì hơn. Cũng xin chúc cô sức khỏe và cảm ơn cô rất là nhiều thôi, thì cũng không nói gì hơn. Rồi, và lời cảm ơn của Chính Sình với cô Lan Hương thì cũng kết thúc video của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.